Rồi. Rồi, mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay một video ngắn Tuấn Cường sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một số sản phẩm mới về. Những cái màu xám Lambo, những cái video trước là Tuấn Cường đã bán hết rồi nhá. Và nay lại về thêm 3 con màu xám Lambo. Đấy, một con màu cắt vàng, một con màu trắng đen và đặc biệt một chiếc Super GTS 150. Đấy, và lần lượt Tuấn Cường sẽ báo giá từng chiếc một cho quý cô chú anh chị. Chị trong một video dài kế tiếp sau đây. Và đây là những xe mới về trong ngày hôm nay thôi. Thì Tuấn Cường sẽ lên sóng báo giá chi tiết từng chiếc một. Anh chị em hãy nhớ like, share và đăng ký kênh cho Tuấn Cường nhé. Một video dài kế tiếp theo sau đây. Rồi, rồi, lại là em và lại là xe. Như cái tiêu đề và như cái lúc đầu Tuấn Cường giới thiệu đó, thì Tuấn Cường hôm nay là sẽ lên sóng báo giá cho quý cô chú anh chị một số sản phẩm mới tiếp theo và báo giá cập nhật giá mới nhất nhá. Những cái lô xe trước cách đây vài ba bữa Tuấn Cường lên sóng đó thì cũng đã được anh chị em tất cả các tỉnh thành ủng hộ gần như là hết trơn rồi. Và hôm nay lại về một lô mới và Tuấn Cường sẽ báo giá chi tiết từng chiếc một cho quý cô chú anh chị nhá. Và trước khi đi vào phần chi tiết thì anh chị hãy nhớ nhé, like, share và đăng ký kênh cho Tuấn Cường. Đấy, bây giờ thì mời quý cô chú anh chị ra đây. Và đây là những cái sản phẩm rất là hot. Gần như Tuấn Cường lên sóng là bán không còn một con nào luôn. Đấy, hôm nay lại về tiếp theo. Và như đầu tiên thì Tuấn Cường sẽ giới thiệu đến quý cô chú một chiếc Vespa Spin. Con này là LED 2 tầng trước sau, tăng ABS. Đấy, động cơ Z và tất cả các cái chức năng là đầy mới nhất bây giờ rồi. Một tông màu xám Titan hay còn gọi là màu xám Lambo rất là đẹp luôn. Đầy đủ phụ kiện theo xe và bảo hành cũng 2 năm cho anh chị em luôn. Xe rất là mới luôn nhá. Đó, thì như con này là Tuấn Cường bán cho anh chị em giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có 48.500 thôi. Đấy, đây là con đầu tiên nhá. 48.500 này. Anh chị em mà biển số Sài Gòn luôn nhé, biển số rất là dễ nhìn luôn. Rồi, và con kế tiếp theo đây cũng là màu xám Lambo, nhưng con này thì đời cao hơn một chút nữa. Con này là model 2021, cũng là cao cấp LED rồi là thắng ABS. Đấy, nó chỉ khác cái là nó hơn đời một chút xíu thôi, nhưng mà rất là mới. Đấy, biển số Sài Gòn luôn. Đây, biển số cũng rất là dễ nhìn luôn, full LED trước sau và cũng bảo hành theo đúng chế độ nhà máy cho quý cô chú anh chị với 2 năm bảo hành về máy nhá. Thì con này Tuấn Cường bán cho cô chú anh chị là 58.500. 58.500 cho một chiếc xe Vespa màu hot, đời cao, full chức năng, full phụ kiện, bao ship, giấy tờ hỗ trợ anh chị em từ A tới Z luôn nhá. Rồi, và một con nữa cũng không kém phần long trọng, cũng là màu xám Lambo luôn anh chị em nhá. Nhưng con này là màu xám Lambo đậm hay là còn gọi là màu xám Titan. Đấy, rồi. Và chiếc này là model, cũng model mới 2021. Đó. Và màu này là màu Titan đậm hơn, có ánh cát vàng hơn một chút xíu. Cho anh chị em có thể lựa chọn những cái tông màu mà Tuấn Cường đã đưa về đây. Rất là nhiều những cái màu mà anh chị em đang là tìm kiếm và lên sóng lô xe nào màu này là cũng đi rất là nhanh. Và hôm nay lại tiếp tục được 3 con. Thì như con này là bán cho quý cô chú anh chị là 63.500. 63.500 cộng thêm và cho anh chị em những cái ưu đãi như Tuấn Cường đã nói đó. Ship xe này, rồi hỗ trợ giấy tờ anh chị em. Và đặc biệt anh chị em nào sở hữu chiếc xe này á, thì ngoài công nghệ, ngoài màu sắc ra thì còn sở hữu một cái biển rất là ok. Anh chị em có thể công chứng ủy quyền 15, 25. Đó, rất là đẹp luôn. Mà giá chỉ có hơn 60 triệu chút xíu thôi. Còn nếu anh chị em nào mà cũng muốn mua dòng đời cao, đó, đèn LED ABS, thì lại giới thiệu cho quý cô chú anh chị một con xe này. Đây, màu vàng cát rất là đẹp luôn. Con này là màu vàng cát nha anh chị. Thì như con này cũng là bản cao cấp rồi, đèn LED rồi. Đấy, và tất cả các cái chức năng cũng như con này thôi, ABS rồi đèn LED, nhưng mà khác cái màu. Thì như con này Tuấn Cường bán cho anh chị em chỉ có 51.500 thôi. Full chức năng, full phụ kiện, rất là ưu đãi như những dòng xe Tuấn Cường nói đấy. Là bao ưu đãi như ship xe hay là hỗ trợ anh chị em về mạng giấy tờ.
toàn bộ là biển số Sài Gòn hết nhá. Còn nếu anh chị em nào mà mua những cái con xe giống như thế này mà biển số tỉnh thì chúng tôi sẽ bán rẻ hơn biển số Sài Gòn là 10 triệu. Tất cả những chiếc xe nào nếu như anh chị em mua cùng đời giống nhau nhưng nếu biển tỉnh nó sẽ rẻ hơn xe biển thành phố này là 10 triệu. Đấy, anh chị em ở tỉnh thì chọn xe tỉnh, anh chị em nào ở Sài Gòn thì chọn xe Sài Gòn. Rồi, và hôm nay về một con tiền ít thịt nhiều cho anh chị em đây. Một con phải nói là cũng bán rất là chạy trong cái tuần vừa rồi, Cương Cương bán tới hơn chục xe trong tuần vừa rồi nhá. Đó, đó, đèn LED này, rồi là các, đây, bật cái đèn này lên, đèn sơ mi. Đấy, mặt nạ hơi kiểng kiểng một chút xíu. Đó, đây, xi nhan rất là đẹp luôn. Đấy, và bản này là bản Vespa Spring 100%, mâm lớn, đa chấu là Vespa Spring anh chị em nhé. Mà giá chỉ có 36 triệu thôi. 36 triệu anh chị em sở hữu được một chiếc xe Vespa Spring Seat, không phải là dòng Prima Vira hút đầu đèn. Còn nếu như anh chị nào mà muốn mua rẻ hơn nữa mà cũng muốn chơi đèn vuông này thì Tuấn Cương sẽ có những cái mẫu xe như thế này luôn, chỉ có 32, 33 triệu là anh chị em cũng đã sở hữu được rồi. Và lý do tại sao và như thế nào thì mời quý cô chú anh chị em đến Tuấn Cương sẽ hướng dẫn và tư vấn cho anh chị em nhiệt tình. Chiếc xe này là biển số Sài Gòn. Đấy, dòng 3V tiết kiệm xăng. Đấy, anh chị em nhìn quả đèn rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn nhé. Biển số Sài Gòn. Và tất cả các cái chi tiết trên xe này là hoạt động rất bình thường. Và như cái dòng 3V này thì Tuấn Cương sẽ bảo hành cho anh chị em lên tới 1 năm. Còn các cái dòng xe EZ này thì Tuấn Cương là bảo hành tới 2 năm cho anh chị em nhé. Đấy, thì con này là chỉ có 36 triệu thôi là anh chị em đã sở hữu được rồi. Và hiện tại thì đối với những cái dòng mà 30 mấy triệu này thì Tuấn Cương còn rất là nhiều màu cho anh chị em lựa chọn. Màu đen nhám này, rồi màu xám Lambo cũng có luôn. Màu đen, đá bóng đen nhám, như con này là màu trắng. Và màu trắng này thì Tuấn Cương còn tới 3 xe, màu đen còn 2 xe, màu xám xi măng còn 1 xe. Anh chị em có thể lên lựa chọn màu nhé. Rồi, và một con tiếp nữa đây anh chị em. Con này cũng thuộc dòng tiền ít thịt nhiều. Con này là Super GTS dành cho nam, các bạn nữ cao to mà thích chơi những cái dòng gọi là siêu to khổng lồ của dòng S3 GTS này. Đó, thì có thể sở hữu chiếc này với mức giá chỉ có 42 triệu 500. Đó, dòng này là dòng Super GTS 150. Bản này là bản 150 anh chị em nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Bản này là bản 150cc. Và chiếc xe này là sở hữu động cơ 3V tiết kiệm xăng, full phụ kiện, giấy tờ là công chứng đầy đủ cho anh chị em. Giá bán cho anh chị em chỉ có 42 triệu 500 thôi. 42 triệu 500 cho một chiếc xe cực kỳ là hot. Và chưa bao giờ rẻ cái dòng Super GTS 150 này, nó lại rẻ như thế này. Thường thường anh chị em mua những cái dòng Super GTS như này mà mẫu 125 ấy, thì nó chỉ có hai mấy ba chục triệu thôi. Nhưng anh chị em chỉ thêm 10 triệu, hơn 10 triệu nữa anh chị em chơi 150. Bởi vì cái xác xe này nó rất là to, nặng, cho nên là đi 150 nó sẽ ok hơn 125 rất là nhiều. Thì bên Tuấn Cương với những cái dòng mẫu 125 cũng có, 150 cũng có. Và đây là cái bản mà 150 rẻ nhất trên thị trường và cũng là rẻ nhất bên Tuấn Cương bây giờ. Còn nếu về những cái dòng xe 150 thì Tuấn Cương còn có những cái mẫu đời 24 này, rồi đời 28, 19, 20 rất là nhiều. Đó, thì anh chị em có thể tham khảo về những cái mẫu mà GTS 150 rồi từ 125 cho tới 300, rất là nhiều mẫu mã cho anh chị em lựa chọn nhé. Đó, đó là những cái mẫu xe mà Tuấn Cường mới về trong ngày hôm nay. Và anh chị em hôm nay là một ngày mùng 2 đầu tháng thì cũng may cho Tuấn Cường là hôm nay là Tuấn Cường đã đón tiếp được 3 vị khách đến với Tuấn Cường trong buổi sáng, cũng đã ủng hộ được những chiếc xe. Và những cái chiếc xe đó thì Tuấn Cường cũng lên sóng như thế này cách đây độ vài bữa thôi. Và hầu như ngày nào Tuấn Cường cũng sẽ lên để báo giá những cái dòng xe mới về, cũng như những cái dòng xe mà anh chị em chia cho Tuấn Cương là Tuấn Cương lên sóng luôn. Và bây giờ những cái xe này ấy, là Tuấn Cương sẽ cho ra rửa làm đẹp và để vào trong này để đợi quý cô chú anh chị. Còn đây là những cái xe mà mới về là Tuấn Cương đã lên sóng cho anh chị em rồi. Và tất nhiên những cái xe này Tuấn Cương về là Tuấn Cương đã kiểm tra kiểm định trước khi để bán cho anh chị em, bởi vì bán là Tuấn Cương có bảo hành cho anh chị em. Đấy, như những cái mẫu này là Tuấn Cương bảo hành đến tới 2 năm. Còn những cái mẫu mà máy 3V là Tuấn Cương bảo hành 1 năm. Chính vì thế là anh chị em mua bên Tuấn Cương là trong cái thời gian bảo hành là anh chị em xài thoải mái, bao đổi trả nếu phát hiện ra lỗi.
bao đổi trả nếu giấy tờ không làm được, không sang tên, không rút hồ sơ được cho anh chị em. Cam kết của bên Tuấn Cương và tất cả những cái sản phẩm ở đây ấy, đều đã công chứng về bên nhà Tuấn Cương hết rồi. Vợ chồng công chứng đàng hoàng, chính chủ mua bán ra công chứng luôn. Đó, còn về những cái dòng Vespa Spin 150, 125, các tông màu, các đời, các loại thì anh chị em có thể tham khảo trên cái kênh YouTube xe máy Tuấn Cương. Hầu như là Tuấn Cương đã có những cái video rất là kỹ và chi tiết như thế này trên các cái bài viết trước cũng như các cái bài đăng trên các cái trang mạng như Zalo, Facebook, Fanpage của Tuấn Cương rồi. Thì anh chị em có thể vào đó tham khảo nhé. Một lần nữa thì Tuấn Cương sẽ xin cảm ơn sự theo dõi của quý cô chú anh chị ở trong cái thời gian anh chị em nào xem trực tiếp cũng như anh chị em xem lại. Nhớ like, share và đăng ký kênh cho Tuấn Cương. Và hẹn gặp quý cô chú anh chị em tại cửa hàng nhé. Bye bye. Rồi.